À, con xin hỏi là buổi chiều giữ bát quan trai giới có uống được bột sắn dây không, và sám hối như thế nào là đúng? Nó như thế này nè quý vị, cái vấn đề không phải ở cái chỗ là chúng ta uống được cái gì và không uống được cái gì, cái vấn đề là chúng ta có nắm được tinh thần của giới hay không. Hãy hiểu cái lý do tại sao chúng ta giữ cái giới không ăn chiều. Thứ nhất á, là để cho chúng ta không có bị bận rộn bởi đồ ăn thức uống, và như vậy chúng ta có được nhiều cái thời gian để dành cho việc tu tập hơn. Chứ còn chiều á mà mình còn cứ phải bận rộn, mình pha cái này mình pha cái kia thì đó cũng là một việc bận rộn. Một điều nữa đó là mình giữ cái giới bát quan trai, nhất là cái giới không ăn chiều, mục đích á, là để tập cái hạnh thiểu dục tri túc, tức là cái hạnh ít ham muốn. Từ đó đó mình giảm dần cái tâm tham, và mình có thể kiểm soát được, học cách kiểm soát cái lòng ham muốn của bản thân, thì đó cũng là một phương pháp để tu tập. Thì khi quý vị hiểu như vậy đó, quý vị sẽ ít thắc mắc những cái chuyện tương tự như vậy hơn. Rồi còn một vấn đề nữa đó là nhiều người thì họ cứ hỏi uống cái này uống cái kia, nhưng mà sư nhắc quý vị nhớ một điều như thế này: dù cho chúng ta uống đó chỉ là một ly nước lọc hoặc là một ly nước đường, mà nếu như chúng ta uống với cái lòng ham thích hưởng thụ đó thì chúng ta cũng đi lạc rồi. Tức là bất kể cái thứ nước đó là cái thứ nước gì đi chăng nữa, mà nếu mình uống mà với cái suy nghĩ là để mình hưởng thụ á, và hoặc là mình uống mình cảm thấy nó ngon, mình cảm nhận cái vị ngon của cái thứ thức uống của mình á, thì đó đã là sai lầm. Khi uống chúng ta nên quán tưởng như thế này, suy nghĩ như thế này nè: nếu như đây là nước thì nước lọc thì sư không nói, nhưng bất kỳ một cái loại nước nào khác nên suy nghĩ uống cái này đó là chúng ta đang uống thuốc, giống như là chúng ta đang uống thuốc vậy thôi. Để cơ thể có bệnh thì mình phải chữa, nó không phải là cái gì để mà mình phải hưởng thụ, nên suy nghĩ như vậy.